Cô chào các em học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi giữa học kỳ 1. Về giới hạn ôn, chúng ta sẽ ôn 3 bài. Bài 2 tự chủ, bài 1 trí công vô tư và chủ đề tình hữu nghị hợp tác cùng phát triển bao gồm bài số 5 và bài số 6 các em nhé. Về cấu trúc đề sẽ có hai phần. Phần trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm. Phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhớ lại, hình dung lại kiến thức của 3 bài trong giới hạn ôn tập nhé. Bài 2 tự chủ. Thế nào là người biết tự chủ? Người biết tự chủ là người làm chủ bản thân, làm chủ suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống. Biểu hiện của tính tự chủ đó là sự bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình. Vậy thì vì sao chúng ta phải có tính tự chủ? Bởi vì tính tự chủ giúp chúng ta sống đúng đắn và cư xử có văn hóa, có đạo đức, đứng vững trước những khó khăn và thử thách. Để rèn luyện tính tự chủ thì chúng ta cần phải tập suy nghĩ trước khi nói và hành động. Sau mỗi việc làm cần xem lại thái độ, lời nói và hành động của mình là đúng hay sai và kịp thời rút kinh nghiệm. Các em có thể lấy ví dụ cho cô. À, một cái ví dụ thể hiện là mình cũng đã có tính tự chủ. Bài 1, trí công vô tư. Trí công vô tư là gì? Là sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Nhờ có đức tính trí công vô tư mà làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, và người trí công vô tư thì sẽ nhận được sự tin cậy, kính trọng của mọi người. Để rèn luyện tính trí công vô tư thì chúng ta cần phải ủng hộ, quý trọng người trí công vô tư, phê phán những biểu hiện thiếu trí công vô tư trong cuộc sống, luôn thể hiện hành vi trí công vô tư. Chúng ta sẽ lấy giấy bút ra và thử làm dạng câu hỏi sau. Em tán thành hay không tán thành với những quan điểm nào sau đây? Vì sao? Ở phần giải thích vì sao, các em sẽ liên hệ với nội dung bài học nhé. Chủ đề tình hữu nghị hợp tác cùng phát triển sẽ gồm hai bài. Bài 5 tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới và bài 6 hợp tác cùng phát triển. Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa các nước, nước này với nước khác. Thế nào là hợp tác? Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ nhau trong công việc vì lợi ích chung. Hợp tác thì phải dựa trên cơ sở, thứ nhất là bình đẳng, thứ hai, hai bên cùng có lợi, và thứ ba, đó là không phương hại đến lợi ích của người khác. Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc? Để tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác phát triển về nhiều mặt, ví dụ như là kinh tế, văn hóa, giáo dục, vân vân, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh. Và ý nghĩa của việc hợp tác cũng như là chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Các em hãy cùng quan sát trên màn hình giúp cô.
nguyên tắc hợp tác của Đảng và Nhà nước ta, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào nội bộ, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bình đẳng cùng có lợi, giải quyết bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình, phản đối âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt, cường quyền. Trách nhiệm của thanh niên và học sinh cần phải làm gì để thể hiện sự hữu nghị và hợp tác? Các em cùng quan sát trên màn hình. Chúng ta cùng suy nghĩ một số câu hỏi sau. Vì sao tuổi trẻ lại phải có trách nhiệm xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? Sự hợp tác với các nước đã mang lại lợi ích gì cho nước ta và các nước khác? Và hãy nêu những cái vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu hiện nay của chúng ta. Những bài tập này thì chúng ta sẽ hoàn thiện vào tập giúp cô nhé. Chúc các bạn ôn tập và thi đạt kết quả thật tốt. Cô chào các em.